mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát cùng 10 phương chư Phật Bồ Tát. Con đệ tử Nguyên Ngọc hôm nay xin đọc thuộc cúng dường phẩm 2 kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng phẩm thứ 2, phân thân tập hộ. Lúc đó phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở khắp trăm nghìn muôn ức địa ngục không thể ghi bàn, không thể nói xiết, vô lượng thế giới đều đến đại hội tại trời Đao Lợi. Nhờ có sức thần của Đức Như Lai, các phân thân ấy cùng với các vị đã được giải thoát, tùy các phương diện đường nghiệp báo ra, kể có hàng nghìn vạn Na Do Tha cùng cầm hương hoa đến cúng giảng Phật. Những chúng cùng đến đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa giúp cho an trụ nơi đạo vô thượng, chính đẳng chính giác không còn thoái chuyển. Những chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đã phải trải qua trong vòng sinh tử, chịu những đau thương không tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ mẫn thệ nguyện sâu dài của Ngài Địa Tạng nên tất cả chúng đều chứng đạo quả. Cả thảy khi đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng chiêm ngưỡng Như Lai không hoài mỏi mắt. Bấy giờ Thế Tôn giơ cánh tay vàng xoa đầu hóa thân Địa Tạng Bồ Tát trăm nghìn muôn ức không thể nghĩ bàn, không thể nói xiết, vô lượng thế giới mà dạy bảo rằng: ta ở trong đời vũ trụ xấu xa giáo hóa chúng sinh ương ngạnh như thế, khiến chúng sinh còn vài phần ác, ta cũng phân thân ra hàng trăm nghìn vạn ức hóa thân rộng mở phương tiện. Nếu trong chúng có hoặc kẻ lợi căn nghe liền tin nhận, hoặc kẻ thiện quả chuyên cần khuyên bảo, hoặc kẻ ngu độn dạy dỗ lâu rồi cũng hướng tin theo, hoặc kẻ nặng nghiệp lòng không kính ngưỡng, những bọn chúng ấy hết thảy khác nhau, ta đều phân thân độ cho giải thoát, hoặc hiện ra thân đàn ông đàn bà, hoặc hiện ra thân trời rồng quỷ thần, hoặc hiện ra núi rừng nguồn sông suối ao giếng đầm hồ, làm lợi cho người đều được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân phạm thiên, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân quan lại, hoặc hiện ra thân tỷ khiêu ni ư bà tắc ư bà di, cho đến thân thanh văn la hán bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sinh. Chẳng phải chỉ có hiện một thân phật trước các người đâu, hiện tại ông xem ta đã trải qua bao nhiêu số kiếp nhọc nhằn nỗi thoát những chúng ưng ngại khó dạy như thế. Nếu còn có kẻ chưa điều phục được phải theo nghiệp báo ác đạo đạo vào chịu khổ nghẹn ngào, các ông nên tưởng nhớ đến lời ta ân cần phó chúc khiến cho tất cả chúng sinh ở cõi xa bà đến khi bồ tát di lạc ra đời đều được giải thoát hết những nỗi khổ từ phật thụ ký. Bấy giờ các hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hợp thành một hình rơi lệ thương cảm mà bạch Phật rằng: con từ bao kiếp nay nhờ âm Phật tiếp độ khiến cho con độc thần được không thể nghĩ bàn trí tuệ đầy đủ, nên con phân thân khắp các thế giới như cát sông Hằng, trăm nghìn vạn ức thế giới hoa muôn ức thân, mỗi một thân độ trăm nghìn vạn người, khiến cho chúng đều quy kính Tam Bảo liền hẳn sinh tử hưởng vui niết bàn. Ở nơi Phật pháp, những chúng sinh nào chỉ làm việc lành bằng một sợi tóc giọt nước hạt cát, hoặc nhỏ hơn chỉ một hạt bụi, con đều độ cho giải thoát được lợi ích lớn. Bây giờ Địa Tạng Bồ Tát ba lần bạch Phật: kính mong Thế Tôn xin đừng bận tâm đến các ục chúng sinh ác nghiệp sau này. Bây giờ Đức Phật bèn khanh ngợi ngay Địa Tạng Bồ Tát: hay thay ta hỗ trợ ông cho được tội nguyện, từ kiếp xa xưa cho đến ngày nay thường phát nguyện lớn độ hết chúng sinh, thời ông liền chứng đạo quả Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Om ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Phật.